Xin chào tất cả các bạn. Thì Giáng sinh cũng sắp đến rồi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một chiếc túi, một chiếc tất tặng quà Noel to như thế này, để các bạn có thể đựng quà vào để tặng cho các con nhân dịp Giáng sinh nhá. Thực ra là mình cũng không chuyên làm về đồ may vá như thế này, mình chỉ làm về sách thôi. Tuy nhiên thì mình thấy có một số mẹ có nhu cầu mà muốn tặng quà cho con một cách độc đáo ấy, thì theo mình thì mình nghĩ mình gợi ý một cách như thế này nhá. Thì để làm được cái chiếc tất như thế này thì chúng ta cần rất là nhiều nguyên cũng không quá nhiều nguyên liệu đâu các bạn, cần tỉ mỉ một chút. Đây là chiếc tất mà mình đã làm sẵn, kích thước rất là rộng để các bạn có thể đựng quà vào cho các con nhá. Vì màn hình khá nhỏ nên mình không thể để ảnh trước tất được. Nhưng như thế này các bạn cũng có thể hình dung ra được rồi đúng không? Thì bây giờ chúng ta cùng bắt đầu làm nha. Sau đây là một số nguyên liệu mà chúng ta cần chuẩn bị để làm chiếc tất này nhá. Thì đầu tiên là chúng ta cần vải dạ nỉ màu đỏ. Thì lát nữa thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cắt theo cái kích thước như thế này. Nữa là các bạn chuẩn bị một số các tấm vải dạ như thế này cho mình, với kích thước mình đã ghi rõ trên màn hình ấy. Tấm vải màu bông này thì các bạn có thể thay thế bằng cái vải dạ nỉ màu trắng như thế này nhá, thì dễ mua hơn, bởi vì cái vải bông kia nó khá là đắt và cũng không phải là bạn nào cũng mua được. Còn cái vải dạ nỉ thì mình thấy khá là phổ biến. Tiếp theo đó là cái tấm vải kẻ caro như thế này, các bạn hoàn toàn có thể thay thế bằng những miếng ri băng hoặc là những cái vải có màu sắc khác nhau đều được nhá, không nhất thiết là phải vải kẻ caro, mình làm vải kẻ caro thôi. Tiếp theo đó là vải dạ màu đỏ, vải dạ cứng á, mình để cắt chữ như thế này. Các bạn màu sắc thì các bạn tùy chọn, kích thước thì theo mình làm 6 chữ thì kích thước mình sẽ để như thế này. Còn các bạn mà muốn làm nhỏ hơn hoặc to hơn thì tùy các bạn, tùy thuộc vào cái phần bề ngang của cái chiều rộng của cái chiếc tất này nhá. Ok, tiếp theo thì chúng ta cần thêm một số tấm dạ nỉ màu trắng như thế này, để chúng ta cắt các hình bông tuyết như thế này. Cắt thì khá đơn giản thôi, lát nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Nhìn thì hơi phức tạp thôi nhưng mà cắt thì cũng dễ lắm. Rồi. Và một số nguyên phụ liệu như là đây, mình sẽ không làm cái hình, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm hình ông già Noel thay vì hình thiên thần như thế này nhá. Bởi vì phần tìm thiên thần như thế này thì nếu như bạn nào mà không khéo tay thì cũng hơi khó vẽ đấy. Mình hướng dẫn thì chưa chắc các bạn, có một số bạn khéo tay thì không vấn đề gì, các bạn sẽ làm đơn giản thôi. Nhưng những bạn mà mới làm mà không chưa khéo tay thì có thể là hơi khó, cho nên là mình sẽ hướng dẫn cái hình đơn giản hơn nhé. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm hình ông già Noel. Chỉ khâu
hoặc là các bạn dùng máy khâu thì sẽ nhanh hơn nha. À, mình thì sẽ dùng máy khâu. Tuy nhiên thì các bạn hoàn toàn có thể dùng chỉ khâu để thay thế nhé. Bút chì, kéo, thước kẻ và súng bắn keo. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào làm chi tiết nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ dùng cái vải nỉ, đây là vải nỉ màu đỏ nhé. Vải nỉ màu đỏ các bạn sẽ cắt cho mình theo cái kích thước như thế này. Có sáng không thôi nhỉ? Hơi tối. Đây, mình sẽ để cho các bạn nhìn và các bạn có thể ghi nhớ lại cái kích thước này nhé. Hoặc các bạn có thể chụp lại màn hình để có thể xem được cái kích thước như thế này. Đây là kích thước mình làm cho chiếc tất của mình thấy khá là ok. Còn bạn nào muốn làm kích thước to hơn thì các bạn tăng kích thước mỗi cạnh lên một chút nhá. Đây sẽ là chiều dài của chiếc tất này. Đây sẽ là chiều rộng. Phần này là phần cổ của chiếc tất. Rồi các bạn cắt ra tờ giấy to to một chút rồi các bạn in lên vải. Các bạn đặt lên vải và các bạn cắt theo. Thì sau khi cắt theo thì các bạn sẽ được cái hình chiếc tất như thế này. Đúng chưa? Rồi bây giờ các bạn lật ngược lại hình chiếc tất như thế này nhá. Các bạn lấy cái mảnh vải 50 x 15 cm như thế này. Màu trắng ấy, cái vải dạ vải vải nỉ màu trắng ấy. Các bạn cắt đôi ra cho mình nhá. Các bạn cắt đôi ra. Sau đó thì các bạn đặt trùng hai mét vải với nhau như thế này. Ok chưa? Các bạn gấp khoảng 1 cm xuống như vậy. Rồi các bạn có thể dùng keo nến này cố định. Sau đó thì các bạn dùng chỉ các bạn khâu lại cái đường như thế này nhá. Mình thì mình sẽ dùng máy may tương tự với cái mảnh màu đỏ còn lại, các bạn cũng làm như vậy nhá. Đây, các bạn gấp sao cho hai cái này, cái trên và cái dưới bằng nhau nhá, để đến lúc các bạn may lại thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi, của mình hơi bị ngắn một chút so với mục đích để cố định như thế này, để các bạn lúc các bạn khâu ấy thì nó sẽ được thẳng hơn nhá. Các bạn khâu, bạn dùng chỉ này. Các bạn dùng kim chỉ các bạn khâu lại cho mình nhá. Mình sẽ dùng máy khâu cho nên là mình không hướng dẫn các bạn khâu tại đây. Sau khi các bạn khâu xong hoặc là may xong thì các bạn sẽ được hai cái mình tất như thế này, thì cái phần vải thừa này chúng ta sẽ cắt đi nhá. Do là mình cũng không học may chuyên nghiệp cho nên là mình cứ làm theo bản năng thôi. Cho nên nếu bạn nào mà biết may thì cũng đừng
Thì xem xong thì cũng bỏ qua cho mình nhá. Đây. Ngu thật đấy. Đáng ra chúng ta nên để trùng một đầu thì nó sẽ đỡ phải cắt hai lần đúng không? Đây, sau khi các bạn cắt xong thì chúng ta may xong thì ta sẽ được. Các bạn nhớ cố định thêm phần đầu một chút nhá. Cái phần này thì không cần may quá đẹp đâu. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng cái vải dạ này. Kích thước là bao nhiêu nhỉ? 50 x 10 cm nhỉ? À, cái vải kẻ caro không phải vải dạ nhá. Kích thước 50 x 10 cm. Các bạn cũng cắt đôi ra giúp mình. Tức là mỗi mảnh sẽ là 25 x 10 cm. Các bạn đặt cho hai cái tất này nó bằng nhau, hai cái đường kẻ nó bằng nhau. Các bạn gấp đôi lại như thế này. Đây, chúng ta sẽ để các bạn gập theo một cái đường thẳng như thế này nhé. Mình quay vào buổi tối nên là nước quay nó cũng không được đẹp lắm. Các bạn đặt cho mình khoảng tầm 2 đốt ngón tay như thế này. Đến đây. Một đường thẳng như này. Trong khoảng 2 đốt ngón tay nhá. Đây, các bạn cũng gập lại để cái đường may nó được đẹp hơn. Thì để cố định ấy, thì mình sẽ dùng cái keo này cố định lại. Đấy, như thế này. Khoảng 2 đốt ngón tay. Kéo một chút nữa. Đó. Với tấm còn lại mình cũng làm như vậy nhá. Đấy, sau khi chúng ta gấp vào thì chúng ta sẽ được cái tất hình như thế này. Hoặc là các bạn tùy chỉnh cái độ cao cho nó phù hợp mà các bạn thích nhá. Mình thì mình làm theo như thế này thì mình thấy nó ok. Đó. Rồi các bạn cũng dùng chỉ khâu màu đỏ này, các bạn khâu lại một đường như thế này. Mình thì lại tiếp tục dùng máy khâu cho nên là mình sẽ dùng kim để cố định lại. Như thế này. Bạn nào mà làm về nghề may thì chắc chắn là sẽ có những cái dụng cụ để hỗ trợ như thế này. Cái này cũng rẻ lắm, có 10.000 thôi sao. Lâu lắm rồi mình không làm cái clip hướng dẫn cho nên là hơi bị lủng củng. Các bạn thông cảm nhé. Đó, các bạn sẽ dùng cái chỉ để khâu lại, còn mình thì tiếp tục dùng máy khâu nha. May xong thì chúng ta sẽ được cái tấm vải như thế này. Đây. Mặt sau các bạn cũng may nhá. Lúc nãy mình quên không hướng dẫn các bạn cũng may một đường thẳng như thế này và gập cái vải đằng sau lại như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ úp ngược hai cái tấm vải dạ này lại với nhau nhá. Sau đó thì các bạn có thể dùng bút dạ hoặc là phấn này, hoặc là các bạn có thể dùng bút dạ để các bạn kẻ những cái đường mà khi các bạn may cho nó dễ. Đây, như mình kẻ
Mình sẽ vẽ bằng bút này cho các bạn nhìn thấy nhé. Sau khi kẻ xong thì chúng ta sẽ ghim lại cố định như thế này. Các bạn chú ý là hai cái phần này các bạn để đặt cho ra trùng nhau nhé. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ lấy cái tấm vải kẻ caro như thế này, kích thước là 23 x 5 cm. Các bạn khâu lại. Các bạn khâu lại như thế này. Sau đó các bạn lộn ngược nó ra nhé. Đây các bạn may xong thì chúng ta sẽ được cái tấm nhỏ nhỏ như thế này. Thì bây giờ chúng ta sẽ đặt như thế này nhá. Các bạn đặt. Đây là để chúng ta có thể dùng để treo cái chiếc tất này lên ấy. Các bạn đặt vào đây nhá. Sau đó các bạn cũng dùng máy khâu để máy khâu hoặc là chỉ khâu các bạn khâu lại nhé. Sau khi mà chúng ta làm xong các bạn khâu xong ấy thì sẽ được cái hình dạng như thế này. Thì chúng ta sẽ làm một cái thao tác tiếp theo, đó là chúng ta sẽ cắt các đường xích xắc như thế này. Để khi chúng ta lộn. Sau khi xong thì các bạn sẽ cắt thành những cái đường zig zag như thế này. Các bạn cắt ra để đến lúc mà chúng ta đợt mặt phải ra ấy, thì cái đường nó sẽ không bị đường may sẽ không bị dúng lại với nhau. Đây mình sẽ lật ra cho các bạn xem. Đây, các bạn để ý là cái đường may nó sẽ không bị rúm lại với nhau nhé. Đó, sau khi may xong thì chúng ta sẽ được hình chiếc tất như thế này. Rồi chúng ta chỉ cần đến việc trang trí cho chiếc tất là xong thôi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn trang trí nhé. Các bạn cần một số cái mảnh vải để trang trí tùy ý các bạn nhé. Đây ví dụ như là sau các bạn cắt cho mình hai cái tấm vải dạ kích thước như thế này, hình tròn. Rồi các bạn dùng keo nến này các bạn dán. Rồi lại như thế này. Dùng tấm vải dạ màu xanh, các bạn cắt thành cái hình chiếc khăn như thế này, các bạn đặt vào đây. Sau đó chúng ta cũng sẽ dán lại. Cái trang trí ông già Noel này, ông già Tuyết này thì tùy ý các bạn nhé. Đây là mình gợi ý. Các bạn dùng màu đen cắt thành hình chiếc mũ như thế nào vậy? Mình cũng chưa hình dung ra. Thì mình cứ cắt nhá. Nên nó ra cái gì thì nó ra. Thế nào để cho các bạn nhìn rõ này. Đây, mình sẽ để lên cái tấm vải này. Các bạn chỉnh. Ôi quay vào buổi tối xấu quá.
nhìn nó cứ nước nước ảnh nó quay nó cứ xấu xấu bẩn bẩn nào, đại khái là như thế này nhá. Đó, sau là các bạn dán nó vào, nhưng mà mình cũng cắt cũng không được đẹp lắm thì phải. Như tôi cứ tạm thời như thế nhá, rồi các bạn cắt cho nó hình mắt. Mắt các bạn cắt màu đen, hai hình tròn màu đen. Gắn vào như thế này, hoặc là tại vì mình có cái mắt thú có sẵn ấy, nên là mình sẽ gắn cái mắt thú có sẵn vào nhé. Mình rất là lười cắt các bạn. Mình sẽ gắn hai chiếc cái mắt thú này vào. Dần lộ diện hình ông già Tuyết. Rồi tiếp theo các bạn sẽ cắt cái mỏ cho nó thật dài. Rồi các bạn cắt tùy nhé. Mình sẽ cắt như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ cắt các hình cúc thì mình sẽ dùng màu đỏ. Khoảng 3 cái hình tròn nhỏ. Đó, 3 hình tròn như thế này. Các bạn gắn vào đây. Rồi sao nhỉ? Chúng ta sẽ làm thêm hai cái tay cho nó nhé. Ví dụ như chúng ta sẽ cắt cái hình tay như thế này. Các bạn trang trí tùy theo ý thích nhé. Mình thấy cái này nó khá dễ nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Các hơi bị xấu xí. Thực ra là mình cũng đang rất là vội. Rồi. Ok. Chúng ta đã được hình ông già Noel, à, ông già Tuyết, người Tuyết như thế này, không phải là ông già đâu nhỉ, hình người Tuyết như thế này. Thì bây giờ chúng ta sẽ trang trí bằng cách là chúng ta sẽ đặt lên đây nhé. Đặt ông già Tuyết lên hình chữ tất như thế này. Đó, rồi chúng ta sẽ gắn nó lại. Mình thì mình lát nữa thì mình sẽ làm cho bên mình là sẽ hình thiên thần, cho nên là mình sẽ không gắn trực tiếp vào đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm thêm cái phần này nhá, phần trang trí này. Okay. Đây thì để làm được những cái bông tuyết nhỏ nhỏ như thế này thì các bạn cắt cho mình những cái hình tròn như sau nhé. Rất là xinh đúng không ạ? Đây thì các bạn cắt cho mình hình tròn nhỏ. Mình sẽ cắt, các bạn dùng copa hoặc là cái vật dụng gì mà các bạn căn cho nó thành hình tròn nhá, tại vì mình lười tìm copa quá nên là mình sẽ cắt chay. Đây các bạn cắt thì những cái hình tròn nhỏ như thế này bằng kích thước như thế này.
Ở đây mình hướng dẫn các bạn cho nên là mình sẽ cắt bằng cái hình tròn to để các bạn có thể dễ cắt nhá. Vì nếu như mình cắt nhỏ thì các bạn sẽ rất khó hình dung. Cho nên là mình sẽ cắt to. Là các bạn sẽ cắt cái hình bông dưa chín nhỏ như thế này, nên mình sẽ cắt hình to để cho các bạn dễ hình dung. Thì với cái này thì các bạn sẽ kẻ cho mình như sau. Đây là mình kẻ để cho các bạn dễ hình dung nhé, còn các bạn hãy dùng bút chì thôi, đừng dùng bạn kể cũng được như thế này. Sau đó thì các bạn vẽ những cái đường như thế này. Đây thì các bạn sẽ cắt theo mình như thế này, cắt theo cái đường mình vừa vẽ. Vì cái này nó không phải là giấy cho nên là mình không thể gấp mà cắt một lần được, nếu như mà là giấy thì cắt nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì đây là vải cho nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt thủ công như thế này nhá. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Sau đó thì các bạn cắt như thế này, các bạn cắt theo mình nhé, mình cũng không biết diễn tả như thế nào. Cắt một đường này, sau đó các bạn cắt một đường song song với cái đường kẻ đen mình vừa cắt, tiếp tục cắt như thế đó, lại sang cái cạnh tiếp theo các bạn cũng cắt một đường như thế đó, nhìn thấy chưa? Bên này các bạn cũng cắt như thế này. Các bạn nhớ cắt theo sao cho đều tay nhé, để các hình bông nó được bằng nhau. Mình đã phải cắt lẹm rồi đó, mình sẽ làm thật chậm cho đến hết cái bông tiết này để cho các bạn dễ hình dung nhé. Các bạn thấy chưa, đã ra được hình cái bông tuyết to và xinh như thế này. Thế giờ mình cũng loay hoay mãi, mình không biết làm nào. Vì sách vải của mình có một số trang người tuyết ấy, mà mình vào cái đợt mùa hè mà các bạn đặt trang người tuyết, mình không biết làm như nào để có thể mua được cái này, vì họ chỉ bán vào Giáng sinh thôi. Đó, các bạn cắt được hình tuyết to như thế này, các bạn có thể dùng để trang trí vào đây như thế này, rất là xinh nhá. Mình sẽ cắt thêm một cái nữa cho các bạn, vì cái này là cái nhỏ. Các bạn cứ dùng bút để vẽ vào cái mặt sau, vì lát nữa chúng ta dán thì chúng ta cũng sẽ dán cái mặt này xuống mà, cho nên là không phải lo nhé.
bài thao tác và chúng ta đã cắt được. Đó, sau khi mà chúng ta cắt xong thì chúng ta trang trí và chúng ta đã được một chiếc tất hình trang trí Noel rất là xinh như thế này. Tiếp công đoạn cuối cùng là chúng ta sẽ cắt chữ cho chiếc tất này nhá. Thì tại vì mình chỉ hướng dẫn các bạn thôi cho nên là mình sẽ chưa dán vào ngay vì mình làm cho tiện thể luôn. Cái chữ này thì chúng ta sẽ, khách của mình là tên bé là tên dâu tây cho nên mình sẽ cắt. Ồ, thiếu một chữ rồi. Các bạn tùy thuộc vào cái kích thước của cái chiếc chiều rộng của chiếc tất này mà chúng ta cắt sao cho nó phù hợp nhé. Ôi bẩn quá. Dâu tây à? Ôi, mình không chắc là đã đủ chữ cơ. Mình sẽ cắt nhỏ đi một chút. Có vẻ như cái clip này hướng dẫn hơi bị lủng củng đúng không? Vì thực ra là mình cũng chưa làm trước, cũng không có, đây là mình làm lần thứ hai cho nên là hơi bị không được trơn tru cho lắm. Không giống như những cái clip mình hướng dẫn làm về hoa thì nó là sở trường của mình. Cái này thì mình chỉ làm thấy đẹp đẹp thì mình làm thôi. Bây giờ mình sẽ cắt chữ. Các bạn mà không quen cắt tay thì các bạn sẽ cắt, các bạn sẽ vẽ dùng bút và các bạn vẽ lên cái vải này rồi sau đó thì chúng ta sẽ cắt theo nhá. Tuy nhiên thì mình làm quen rồi cho nên là mình không cần phải hoặc là mình có thể hướng dẫn các bạn một cách có thể cắt chữ cho đẹp ấy. Tại vì mình có hướng dẫn một số bạn làm sách thì mình các bạn đấy mình đã, các bạn đấy đi in cái chữ trong cái khổ in chữ gì nhỏ in chữ trong cái bản Word ấy, các bạn ấy đánh ra xong hoặc là các bạn lên mạng tìm những cái ảnh mà có chữ sẵn ấy thì các bạn cắt ra. Các bạn nên in ra sau đó cắt ra rồi các bạn in lên vải để cắt thì nó sẽ rất là đều và đẹp. Mình thì mình cắt tay bo cho nên là không biết là nó sẽ thành cái gì. Mình thông thường là mình làm sách thì mình cũng không có kẻ dâu tây. Bây giờ đã là giờ tối rồi, mọi người cũng đã về nhà hết rồi cho nên là hơi bị ồn. Hoặc là cắt tay cho nên chữ là cũng không được đẹp lắm. Sao đến Noel rồi cho nên là một số bạn yêu cầu mình làm cái gì đó về Noel ấy mà mình bận quá không có thời gian để làm. Cái clip này chắc là hơi dài dòng, không biết các bạn có đủ kiên nhẫn để xem mình làm nhạc. Vì vừa ồn lại vừa không được hay cho lắm. Thôi các bạn cố chịu đựng nhá. Cái bạn nào mà
quan tâm và yêu quý mình. Còn thiếu hai cái mũ. Thế nên là lúc nãy mình đã cắt cái hình thiên thần rồi mà đến bây giờ mình vẫn không, mình chưa tìm thấy cái, mình chưa tìm thấy cái hình thiên thần này đâu cả. Tại bừa bộn quá cho nên không thấy. Dâu tây. Mình làm chiếc tất này cho bé gái mà đã từng đặt mua sách vải bên mình. Sau khi cắt xong thì chúng ta sẽ dùng keo nến để chúng ta gắn lại nhé. Thực ra là mình muốn làm cái chữ này màu xanh nhé, để cho nó đẹp, nó giống có màu xanh thì nó sẽ có cái không khí Noel kèm với màu đỏ. Tuy nhiên thì mẹ bé thì thích tên bé màu đỏ, cho nên là mình sẽ làm màu đỏ. Màu đỏ cũng xinh. Đây là thành phẩm sau khi mình đã làm xong chiếc tất. Còn cái chiếc tất này thì trong clip mình hướng dẫn ấy, nhưng mà mình chưa hoàn thiện được vì là mình làm theo mẫu khác. Thôi các bạn có thể làm theo cách làm hướng dẫn đấy, mà các bạn có thể làm trang trí tùy ý nhá. Ở đây mình làm chiếc tất có chữ của bé Carrot với hình thiên thần và bông tuyết mình dạy các bạn cắt á. Đây.